Ok, mình tranh thủ là một cái review nhanh về cái chuyến đi vừa rồi. Thì tháng này là đang bên mình là đang mùa đông lạnh, thì về Việt Nam với lại đi Cam thì nó hơi nóng, cho nên là trong đây cũng có một số thành viên là bị sốc nhiệt chút xíu, nhưng mà ngoài ra là không có những cái chuyện là gì đó xảy ra đáng phải để nói. Nhưng mà thực sự mà nói là mình trở về bên này mình cảm thấy thật là an toàn. Những người, mọi người xung quanh đây chẳng ai đeo khẩu trang cả, và như mọi người nghe nói trên TV hoặc là những cái tin ba những cái trang mà tin news mà nó không phải là trang chính thống, là những cái trang fake news đó, nó đưa tin mà nó nói, hoặc là những cái đài của cá nhân đó, người ta cứ rà rả về cái việc là đi từ cái nước khác về lại Mỹ sẽ bị kiểm tra sức khỏe, sẽ bị cách ly này nọ, hoàn toàn không có. Rõ ràng là mình vừa trải qua TSA check, và mình chuyến bay của mình là từ Narita Nhật về thẳng Boston, và check in vào hải quan rất là đơn giản nhẹ nhàng và chẳng có ai kiểm tra cái sức khỏe hay là kiểm tra virus gì hết đấy, hoàn toàn không có nha. Cho nên là bác bỏ cái tin đồn đó đi, những cái tin đồn hoặc là những cái bài báo hoặc là những cái quý vị nào mà đang làm những cái trang radio mà nói về những cái việc mà liên quan tới virus corona đó, thì làm ơn ha. Tức là mình là một cái người mà chứng thực đây, mình đi đây và bây giờ mình đang ngồi ở sân bay để chờ bay tiếp về nhà đó. Thì sau khi mà từ những cái nước khác vào Mỹ đi qua hệ thống kiểm tra an ninh đó, vẫn là bình thường nha, nhập quốc bình thường nha. Có quốc tịch hay là có thẻ xanh hay là không có quốc tịch, những người từ nước khác tới đi bằng cái visa diện du lịch kiểm tra đi vào thủ tục bình thường, chẳng có cái check, chẳng có một cái kiểm tra sức khỏe gì liên quan tới virus hết, cái đó là hoàn toàn không có. Cho nên là những cái người nào mà người Việt Nam mà đang ở bên Mỹ mà muốn về Việt Nam chơi thì cứ đi bình thường nha, không có cái chuyện gì mà phải e ngại hết á. Về tới Mỹ mình cảm thấy rất là an toàn, không có ai phải đeo khẩu trang gì hết á. Tại vì là những cái tin, những cái trang báo mà không chính thống, những cái trang fake news đó đưa tin đó là hoàn toàn sai hết. Và mình là một cái người đã đi Việt Nam, đi du lịch Cambodia về, và bây giờ mình đang ngồi ở nước Mỹ đây. Cho nên là những cái người nào mà truyền tải những cái tin không đúng đó, làm ơn thôi giùm đi. Không có một cái sự cách ly 14 ngày gì hết nha. Trong suốt hành trình đi, tức là từ Việt Nam về Nhật, thì ở sân bay Nhật họ có kiểm tra nha. Tại vì Nhật họ, thực sự là Nhật họ control cái vấn đề vi khuẩn virus cũng rất là tốt. Họ có kiểm tra, chỉ là họ có questionnaire thôi. Tức là họ hỏi là trong khoảng thời gian trước đây, trong vòng 14 ngày mình có đi chung hay không vậy thôi. Chứ ngoài ra không có ai mà kéo tách biệt ra từng người ra mà kiểm tra sức khỏe hết. Tại vì thật sự mà nói, để kiểm tra sức khỏe một cái con người có bị dính virus hay không, nó tốn rất là nhiều tiền nha. Chứ không phải đơn giản là tự nhiên hả, ai qua cũng được kiểm tra. Cho nên khi mà những cái trang báo mà nó đưa tin lên này nọ đó, nó nói là sẽ bị cách ly 14 ngày á, người Mỹ họ mừng lắm. Tại vì họ được kiểm tra miễn phí. Bản thân sân Mỹ cũng vậy, khi mà nghe nói về Mỹ mình sẽ bị kiểm tra sức khỏe tại sân bay, mình mừng lắm. Nếu như mà mình được miễn phí kiểm tra như vậy á, mà mình không có gì mình càng tốt nữa. Cho nên á, là những cái tin đồn thất thiệt đó thì mọi người làm ơn đừng chia sẻ nữa nha. Và cũng cảm ơn trời đất là mình có chuyến bay rất là thành công, chuyến đi rất là thành công. Đi Việt Nam rất là vui, về thăm mọi người và thăm gia đình và những người bạn bè thân nhất. Và có chuyến bay trở về Mỹ rất là thành công, an toàn. Thank you.